Chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc, nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trên cơ sở kiên trì đường lối đối ngoại, hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam trước sau như một, hết sức coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt là cần tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, ra sức thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiến triển thực chất theo nguyên tắc tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi, góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, tình hình trên biển thời gian vừa qua diễn biến phức tạp, khiến các nước trong và ngoài khu vực lo ngại, đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác mà hai bên đã nhất trí phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước, trong đó có nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của nhân dân Trung Quốc. Chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, phát triển tình hữu nghị Trung Quốc Việt Nam là phương châm nhất quán, không thay đổi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Cho rằng việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước là phù hợp với lợi căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao, đi sâu hợp tác thiết thực cùng có lợi, triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, nỗ lực giải quyết thỏa đáng bất đồng, tạo môi trường tốt đẹp cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững, lâu dài. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân danh Chủ tịch nước mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sớm sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy trao đổi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm nay.